sẽ quy định cụ thể người được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng. Dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng tới đời sống kinh tế xã hội, nhằm hỗ trợ kịp thời người lao động trước những khó khăn của dịch bệnh gây ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng với tổng số tiền là 62.000 tỷ đồng. Dự thảo thông tư trình Thủ tướng ngày 15 tháng 4 sẽ quy định rõ những nhóm lao động tự do được hưởng trợ cấp gồm người bán hàng rong, xe ôm, bốc vác. Riêng trong quý 1 2020, cả nước đã có 153.000 người nộp hồ sơ hưởng chính sách thất nghiệp. Đời sống người lao động, nhất là khu vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và lực lượng lao động tự do rất khó khăn, phần đông đã phải nghỉ việc. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã tiến hành đánh giá, khảo sát, kiểm tra thực tiễn ở nhiều đơn vị, nhiều cơ sở. Nếu tiếp tục dịch như hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc trong tháng 4 và tháng 5 sẽ khoảng 2,5 triệu người. Nếu kéo dài hơn, thì con số này có thể tăng lên thành 3,5 đến 4 triệu người. Thường Tín, Hà Nội, xác định 21 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 266. Chiều tối ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế đã công bố thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Theo đó, ca bệnh 266 là nữ, 36 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội. Từ mùng 8 tháng 3 đến mùng 10 tháng 3, bệnh nhân đến chăm mẹ tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân có biểu hiện ngứa họng. Từ ngày 30 tháng 3, bệnh nhân cách ly tại nhà. Ngày 12 tháng 4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm đến ngày 14 tháng 4 cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị. Liên quan đến ca bệnh trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội, cho biết, ngay sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân 266 tại địa phương, chính quyền đã xác định được 21 trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành lập 3 vòng quanh vùng dịch và 7 chốt kiểm tra để chống dịch COVID-19. Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu bệnh phẩm để mang đi xét nghiệm dịch và được cách ly tại địa phương. Trong trường hợp âm tính sẽ được cách ly tập trung tại địa phương. Thị trường ô tô, doanh số lao dốc, nhiều hãng đóng cửa. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến ngành ô tô Việt Nam lao đao, nhiều hãng xe phải tạm dừng sản xuất, đóng cửa đại lý phân phối. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tháng 3 năm 2020 doanh số bán đạt 19.154 xe, giảm 41% so với cùng kỳ. Quý 1 2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28%, xe nhập khẩu giảm 39% so với cùng kỳ 2019. Doanh số của thị trường ô tô Việt Nam trong cả năm nay có thể sụt giảm hơn 15% so với năm 2019. Doanh số lao dốc do dịch COVID-19 khiến nhiều hãng ô tô phải dừng hoạt động, đóng cửa sản xuất. Cụ thể, ngày 6 tháng 4, VinFast tạm dừng hoạt động nhà máy sản xuất ô tô để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm hoạt động trở lại sẽ được công bố khi dịch được kiểm soát. Không riêng VinFast, nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô cũng trong tình trạng tương tự. Từ ngày 26 tháng 3, Ford Việt Nam tạm thời ngưng hoạt động sản xuất, lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương. Honda Việt Nam cũng tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15 tháng 4.